Sáng 25 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm việc về việc tố giác bà Đậu Ngọc Diệp có hành vi vu khống bà. Trước đó trên YouTube có xuất hiện tài khoản Diệp Đậu, tên thật là Đậu Ngọc Diệp, đăng tải nhiều clip liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, cho rằng bà Diệp vu khống nhục mạ, bà Hằng đã tố giác đến Công an thành phố Biên Hòa. Nhận đơn tố giác, công an thành phố Biên Hòa đã mời bà Diệp lên làm việc. Theo bà Diệp, cách đây một tuần, bà đã làm việc với công an thành phố Biên Hòa liên quan đến việc bà Hằng kiện bà vì bà nói thế nào cũng xảy ra sự cố ở Đài Nam bởi vì bình oxy không đạt tiêu chuẩn. Ngày 24 tháng 11, bà Hằng đăng trên tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Phương Hằng với nội dung kẻ đánh phá nhà máy oxy và kêu gọi bạo động đây quý vị, kèm theo giấy mời của công an thành phố Biên Hòa mời bà lên làm việc.